Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 5 của câu chuyện Sự tích con dã tràng. Một hôm dã tràng đi bộ nửa ngày đường đến một nhà người bà con ăn dỗ. Lúc đến nơi dã tràng sờ lên cổ mình mới thấy, mới nhớ là mình đã quá vội nên đã bỏ quên mất túi ngọc ở nhà. Ông không thể nào an tâm ngồi ăn được, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi đã vội cáo từ về ngay. Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi không thấy túi ngọc đâu, ông rụng rời cả người. Đi tìm vợ không thấy, nóng ruột, ông lùng lọi khắp nơi. Cuối cùng, ông bắt được một mảnh giấy do vợ viết để lại ngày ở chỗ treo áo. Trong lúc vợ chồng ông nói rằng có người của Long Vương lên bảo cho biết hễ ai bắt được túi ngọc đưa xuống dâng Long Vương thì sẽ được là hoàng hậu. Bởi vậy bà ta đã trộm phép ông đưa túi ngọc xuống thủy phủ, không tìm được không nên tìm làm gì cho mệt. Đọc xong thư vợ, dã chàng ngất đi. Ông không ngờ vợ ông lại có thể như thế. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Vương lại thâm độc đến mức ấy. Nghĩ đến hai thứ báu vật, ông giận tím ruột. Sau cùng, ông định tính chở cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc. Vì ông còn nhớ cả dọc đường lối lên cung điện của Long Vương. Mặc dù mọi người can ngăn, ông cũng dọn nhà ra bờ biển để làm xong công việc đó. Ngày ngày ông xe cát chở đến bờ, quyết lấp cho bằng được. Cho tận đến lúc chết, dã chàng không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi, ông hóa thành con còng còng hay gọi là con dã tràng, ngày ngày xe cát để lấp biển. Và câu chuyện của chúng ta hôm đến đây là kết thúc. Và câu chuyện sự tích con dã tràng này nằm trong một quyển truyện, đó là 50 quyển, 50 chuyện cổ tích hay mẹ kể bé nghe. Và câu chuyện chuyện dã sự tích con dã tràng đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện Sự tích cây lúa. Ngày xưa con người sống rất khổ cực, không có quần áo để mặc như bây giờ mà chỉ độc có chiếc khố. Họ không biết ăn cơm là gì, chỉ ăn rau rừng, quả dại cho qua ngày tháng. Họ sống lang thang hết vùng này đến vùng nọ, nơi nào có nhiều rau quả thì họ dựng lều ở tạm. Khi nào ở đó hết thức ăn thì họ cuốn gói dắt nhau đi nơi khác. Con người sinh sôi nảy nở càng ngày càng đông, con sinh cháu, cháu sinh chắt và thức ăn càng ngày càng ít đi. Hơn nữa họ đi đâu là tàn phá rừng đến đấy. Cuộc sống của họ ngày càng chật vật khó khăn. Năm ấy thời tiết không thuận hòa, thức ăn ít hẳn nên hầu như mọi người đều bị đói. Nhiều người bỏ đi thật xa. Trong số ấy có hai vợ chồng trẻ không chịu được cái cơ hàn nên dắt díu nhau vào rừng sinh sống. Họ đi mãi chân mỏi, bụng thì đói cồn cào mà vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Đến chiều tối họ thấy một đàn chim bay xà xuống một vùng cỏ nâu vàng. Họ dừng lại đấy và dựng một túp lều con ở tạm. Hàng ngày vợ lên núi hái rau tìm quả dại, còn chồng đặt bẫy chim bắt thú, cuộc sống tạm ổn. Mấy ngày nay người chồng bẫy chim bắt được những con chim đều ăn một loại hạt màu vàng, con nào con nấy béo tròn mũm mĩm, thịt lại thơm ngon. Thấy chim ăn hạt vàng lại béo, thịt ngon, vợ liền nói với chồng: thứ hạt mà chim ăn được chắc người cũng ăn được. Chồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi họ ăn thử thấy thơm ngon và ăn vào no lâu hơn ăn rau rừng.
Sau một thời gian thấy người khỏe ra, hai vợ chồng bảo nhau ra rừng lấy hạt về để ăn dần. Năm tháng trôi qua, người cùng chim ăn nhiều nên hạt ấy cũng ít đi. Thấy nếu như ăn mãi sẽ hết, hai vợ chồng thử trồng một ít hạt màu vàng đó gần túp lều. Họ thấy càng ngày càng xanh tốt. Một thời gian sau thì chồm hạt đó ngả vàng, họ bắt đầu thu lượm. Họ thấy trồng hạt này thu được cả chồm hạt. Năm sau họ trồng nhiều hơn năm trước. Sau vài năm mưa thuận gió hòa, hai vợ chồng thu hoạch được rất nhiều hạt. Ăn không hết, họ bàn nhau đưa hẹp hạt đó về cho người quen cũ trồng. Sau bao ngày vất vả lặn lội, băng rừng, trèo đèo lội suối, cuối cùng hai vợ chồng cũng tìm được người quen ở một vùng xa xôi. Hai vợ chồng kể lại cách sinh sống làm ăn của mình trong mấy năm qua và đưa cho mọi người những hạt vàng làm giống. Mọi người cảm ơn hai vợ chồng tốt bụng đã gặp may, tìm được loại hạt vàng, ăn thay rau rừng lại còn lấy được hạt giống cho thiên hạ nữa. Hạt vàng đó chính là hạt lúa ngày nay. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc cho các bạn nghe câu chuyện Hai cô gái và hai cục biếu. Xưa có một cô gái con nhà nghèo khó. Không may cho cô là khi sinh ra đã mang một cục biếu ở mặt. Ngày càng lớn, cục biếu càng to. Vì vậy, nhan sắc của cô em thua kém cô chị. Tuy nhiên, cô gái ấy không lấy thế làm buồn, suốt ngày vẫn bình thường, vui đùa ca hát. Một buổi trưa hè, cô theo bạn lên rừng kiếm củi. Vì mải mê tìm nấm, cô vui chân quá, bước vào rừng sâu, quên mõng mất thời gian đã về chiều và mây thì đang kéo tới mỗi lúc một đen sầm, báo hiệu một cơn giông sắp tới. Quả nhiên khi cô định trở về để gặp chúng bạn thì không kịp nữa. Gió thổi mạnh làm cây rừng xào xạc, cành khô gãy răng rắc, những giọt mưa hắt vào mặt. Bất đắc dĩ cô phải tìm chỗ ẩn. May làm sao cô chạy đến một gốc cây cổ thụ, thu mình chui vào một cái hốc để tránh mưa. Nhưng đến lúc mưa tạnh, bước ra khỏi hốc thì trời cũng đã tối mịt. Các bạn bây giờ chắc đã rủ nhau về, đường rừng lại tối, đi một mình thật là đáng sợ. Thôi đành ở đây đợi sáng, không còn cách nào khác. Nghĩ vậy, cô dọn lại chỗ hốc sạch sẽ rồi lách mình vào đó nằm nghỉ. Không quên đặt bó củi chắn cửa để đề phòng thú dữ. Đến khuya, có những tiếng hát, tiếng cười và tiếng đàn sáo làm cho cô tỉnh giấc. Cô nhìn ra thấy trăng sáng như ban ngày ở một bãi đất bằng phẳng. Phía bên kia gốc cổ thụ có đám người đang múa hát vui vẻ. Cô bước ra khỏi hốc, thoạt đầu cô cứ ngỡ là một đám người đi rừng nào đó lên đây sớm ngồi đợi trời sáng nên bày ra múa hát vui mua vui. Nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra không phải. Đó là những người hình dạng dị thường, ăn mặc khác lạ, có những bộ quần áo đen lúa, đầy lông lá, gớm gớm ghiếc. Cô gái bụng bảo dạ, đúng là một bọn quỷ, và cô cũng rùng mình, nhưng cô liền đánh bạo, bước lại gần, nấp sau cây cỏ thụ rình xem. Bọn quỷ vẫn múa hát và không biết người đang rình mình. Giọng hát của chúng không hay, nhưng thật là vui, làm cô ấy cũng vui lây. Cho nên cô cũng lẩm bẩm hát theo bằng một giọng nho nhỏ trong cổ họng. Dần dần hứng lên, tự nhiên cô ấy cao giọng, quên bẵng là mình đang ẩn nấp. Nghe thấy tiếng lạ, bọn quỷ bỗng im bặt. Rồi cả bọn ùa nhau đến gốc cây, một đứa nói: "Hà hà, khá khá, ra đây, ta cùng hát cho vui." Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.